Quá vui rồi cô chú anh chị ơi. Gia đình Chàng Lùng hôm nay tiếp tục được nhận số tiền lớn từ Mạnh Thường Quân nữa rồi. Rồi em chào anh Tiên, chị Quyền với hai con nha. Đó, cái khung hình đặc biệt nha, cái chỗ ngồi đặc biệt luôn. Mỗi lần mà ngồi cái chỗ này là sẽ có lúa. Thì hôm nay thì em cũng trao cho anh chị những cái tình yêu thương của tất cả quý cô chú anh chị trong thời gian gần đây gửi cho em tiếp tục nữa. Thì hôm gà em trao cũng 3 đợt rồi, thì đợt này là đợt thứ 4. Rồi bây giờ em sẽ đọc tên những cô chú anh chị của mình ha, gửi những tình cảm yêu thương cho vợ chồng của anh Tiên. Rồi bây giờ em sẽ đọc tên những Mạnh Thường Quân gửi tiền cho anh ha. Thì thứ nhất có em gái Thí Quỳnh gửi cho anh 1 triệu. Đó, có phải 28 không? Rồi thứ hai em gái Kim Hiền gửi cho anh 200. Thứ ba là có em Trọng Da Đỏ Văn Đồn ở Quảng Ninh gửi cho anh 1 triệu. Thứ tư chị gái có Facebook Lê Thức gửi cho anh 200. Tiếp theo em Thư ở Sài Gòn gửi cho anh 500. Con đếm là coi phải không? Phải 500 không? Rồi tiếp theo nữa thì có chị Phúc và chị Út ở Bình Dương gửi cho anh 1 triệu 3. 1 triệu 300. Rồi anh đếm là coi, anh kiếm ra cái đó là coi. Đâu đủ ha. Rồi tiếp theo nữa có chị Bích Hoa Nguyễn gửi cho anh 300. Đâu. Rồi tiếp theo nữa có chị Thảo. Đó, chị Thảo là chỉ chuyển cho em nhưng mà em chưa có thấy chị trả lời tin nhắn, thì em nhận được em trao cho anh luôn. Có chị Thảo là gửi cho anh 5 triệu. Đó thì anh đếm lại đi giùm em số tiền này hơi lớn. Anh cầm anh để xuống dưới đi. Rồi cái kia anh để dưới đi, anh để ở dưới đi. Để dưới. Rồi để dưới đi. Để dưới. Rồi đếm đếm lại coi. Đếm lại. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. Vậy đủ ha. Đủ. Rồi anh nhập đó. nhập lại đếm luôn coi, nhập lại hết. Rồi bắt đầu đếm được nhiêu tiền. Rồi bây giờ anh nhập lại đi. Nhập lại anh đếm coi tổng cộng được bao nhiêu. Rồi anh đếm lớn lên. 500. Triệu. Triệu rưỡi. 2 triệu. 2 triệu rưỡi. 3 triệu. 3 triệu rưỡi. 4 triệu. 4 triệu rưỡi. 5 triệu. 5 triệu rưỡi. 6 triệu. 6 triệu rưỡi. 7 triệu. 7 triệu để qua bên đi, để cái đó dưới đi. Rồi, tiếp tục. 7 triệu rồi đó. 200, 400, 600, 800. 1 triệu. Triệu. Triệu là 8 triệu rồi đó. 8 triệu để xuống. 8 triệu. 8 triệu để xuống. Tiếp tục, điểm tiếp. Lên 4 hết này. Điểm, điểm lớn lên, điểm lớn lên. Dạ, lên. 200, 400. 600, 800, 1 triệu. Là 9 triệu. 9 triệu. 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi, đúng không? 500 ngàn. 9 triệu 500 ngàn. 500 ngàn. Rồi bây giờ anh gửi lời cảm ơn đi. Em cảm ơn Mạnh Thường Quân cho tiền em dòng vốn, hai ba đứa con, nuôi con. Nuôi con ha. Cuộc số điện này em để dành lại cho con. Để dành lại cho con. Em xài. Em ước mơ có xuống tới giờ không có cầm số tiền gì đâu. Hồi nhỏ tới giờ gặp sanh vụn mẹ ra không có gì bị có số tiền này đâu. Bây giờ có ước mơ sự thật. Ước mơ là sự thật nha. Rồi sao khóc? Giờ sự thật rồi sao khóc? Tại mừng quá mừng. Mừng quá mừng hả? Cái sanh ra ba đứa con năm nay được số tiền lớn quá mừng.
chúc mừng Hoàng Quân sức khỏe, chúc chú cụ tới nhà em hạnh phúc. Rồi, chị Quyền có lời nào muốn nói không nè? Em cảm ơn mấy thằng Quân để cho em số tiền để cho cha cho con em đi học. Em có mình rồi. Bé Quyền nè, có lời nào cảm ơn không? Hồi nãy thấy vỗ tay quá chừng nè. Con cảm ơn ông bà cô chú ơi, phanh tay lại nè. Cho tiền con đi học. Con chúc ông bà làm sao? Con chúc ông bà có nhiều sức khỏe và trăm năm hạnh phúc và sống lâu, và làm ăn phát tài. Có nhiều tiền cho ai? Có nhiều tiền cho con. Rồi bé Duyên nè. Duyên đâu, phanh tay lại. Phanh tay cảm ơn coi. Bà cô chú. Hay quá. Đã giúp đỡ cho ba con. Giúp đỡ cho con. Giỏi. Nhà con bé Út cũng cười nữa nè. Đó, thấy không? Bé Út cũng cảm ơn nữa. Bé Út cũng cảm ơn nhà cười nè. Nhiều người ta nói là anh Tiên sinh ra bé Út này là phát tài đó. Sinh ra bé Út là phát tài. Và sẵn qua cái video này thì em cũng hỏi anh Tiên là khi mà mấy anh em là trao tiền cho anh xong, rồi sau đó là khi mà hết cái video này là có lấy lại hay không? Không có. Không có ha. Cái này anh phải xác định sự thật. Thật ta làm phước. Ta làm phước cho gia đình cho em tới ba đứa. Rồi chị Quyền nè, có không chị Quyền? Không. Là tụi em là trao tiền là cho gia đình mình, là có khi nào mà hết video có lấy lại không? Có chia gì không? Không. Sẵn qua cái video này nè, anh Tiên nè gửi lời đến những cái người á mà người ta sử dụng những cái video của anh và những cái hình ảnh của tụi em để mà chụp lại về cái hình ảnh của anh đó, là người ta vô những cái video của anh đó, người ta giả dạng mấy anh em của tụi em để mà chụp lại, thì anh có cái điều nào mà anh gửi đến mấy người đó không? Anh gửi luôn đi. Người đó là sâu, người đó là không tốt đâu. Tại người ta đâu xấu, thì thấy tôi vậy lừa lạc. Thì nó tội nghiệp ba đứa con. Đừng nói dốc người ta nữa, người ta thì thật vậy. Mới làm chúa là khổ, lòng tiền ra phải dễ đâu. Đúng rồi, người ta làm đồng tiền ra đâu phải dễ đâu mà lừa gạt cũng không. Lừa gạt. Người ta ở, người ta đi làm cực khổ mà người ta đã chích ra một cái số tiền để gửi cho mình là người ta giúp cho mình, mà bên cạnh đó có một số người đó lợi dụng cái đó để mà chụp lại trong đó. Lợi dụng cái hình ảnh của anh đó. Lợi dụng hình ảnh của anh đó. Và một điều nữa là có nhiều người á vào comment nó nói là mấy anh em của tụi em là quay anh lên là không có gửi tiền cho anh, rồi có chia chác ở trong đó. Thì hôm nay anh Tiên nói thẳng luôn đi, có những người mà điện cho anh đó trực tiếp cho anh đó nói là gửi bao nhiêu, rồi sau đó là khi mà em gửi cho anh là có đúng cái số tiền đó không? Số tiền đó là số tiền sự thật, rồi mấy người anh chị rồi cho em là sự thật thiệt. Không có chia nhà đâu, tại tới tay của gia đình chúng tôi. Con tôi cảm ơn gia đình cô bác cô cậu tới nhà chăm sóc. Có nhiều cô cũng kêu là em xuống tới đây thì gọi điện trực tiếp cho anh rồi nói chuyện với anh, là nói là cô sẽ gửi cho anh nhiêu đó, chút xíu nữa thì em sẽ trao đúng số tiền đó là có ha. Đó là em không có chia chác gì ở trong số tiền đó hết. Ở đây là mấy anh em của tụi em mà làm là nói chung là giúp đỡ cho anh, thì người ta gửi bao nhiêu thì tụi em sẽ trao lại cho anh bấy nhiêu đó. Ngoài ra là không có cái vấn đề là chia chác ở đây. Mong là cô chú anh chị của mình xem thì hiểu cho mấy anh em. Mấy anh em bỏ công ra thì mấy cô chú anh chị mình bỏ tiền thì mấy anh em bỏ công để làm cái nhịp cầu nối để giúp đỡ cho gia đình anh Tiên. Rồi trong mấy đợt trước á, cho tính tới thời điểm này là anh Tiên nhận thì cũng đỡ được cô chú anh chị. Mình để dành ha. Mình để dành để mà lo cho các con. Chưa xài đồng nào. Chưa xài đồng nào hết. Đại sự. Xài tiền mình đi mưu sinh. Xài tiền mình đi mưu sinh đó ha. Mưu sinh. Tiền đó để dành hết. Cho em hỏi anh Tiên nè, cũng như mình có biết xài thẻ gì không anh Tiên? Giống như thẻ số tài khoản ngân hàng rồi đó. Trước giờ anh có xài không? Không ước mơ. Không ước mơ đó mà tại mình nghèo. Tại không mình ý nghèo. Nói là nào giờ mình có xài lần nào chưa? Không. Chưa luôn ha. Chưa đó. Chị Quyền cũng chưa biết xài hả? Không biết. Bây giờ có ước mơ tại đó. Không ước mơ ha. Tại mình nghèo. Đó đó là những cái lời thật của anh Tiên á.
những lời thật sự của hai chồng. Mình không có ước mơ, tại vì mình không có tiền nên mình không có ước mơ mở tài khoản nha. Thật sự nào giờ ảnh đâu có nghĩ là mỗi mà ảnh cầm được 500 ngàn một ngày đâu, đúng không? Nhưng mà bây giờ là ước mơ thành hiện thực. Bởi vì có nhiều người vào nói tại sao không gửi trực tiếp hẳn vô số tài khoản của anh mà lại thông qua mấy anh em, và mấy anh em đưa số tài khoản lên rồi thông qua mấy anh em. Ở đây là mấy anh em làm cái nhịp cầu nối tại vì muốn nhận giùm cho anh, rồi sau đó đến trao cho anh cũng đọc tên rõ ràng. Nếu mà cô chú anh chị nào mình cảm thấy mà không có tên mình trong cái mà mình gửi đó thì mình cứ liên hệ với kênh đó ha. Còn ở đây là mấy anh em đọc tên rõ ràng hết, còn những người mà vào nói như vậy thì những người đó chắc chắn là sẽ không có giúp ai được cái gì đâu. Rồi Tụi Lê cũng truyền đạt thêm cái ý của em Thái ha. Vì thật sự nếu mà anh Tiên bây giờ đó mà đi ra mở cái số tài khoản, chính anh em tụi em làm kênh mà còn bị là một số là thành phần xấu đó là lấy hình ảnh, dựng cái hình ảnh, dựng số tài khoản, kêu là tất cả anh chị Mạnh Thường Quân là phải chuyển vô đó. Mà trong khi đó là thời điểm này một số anh chị Mạnh Thường Quân đã bị lừa rồi. Thì nếu mà đổi ngược lại của hoàn cảnh của gia đình anh Tiên thì anh Tiên sẽ bị lừa nhiều hơn nữa đó. Lấy hình ảnh của anh Tiên thì Mạnh Thường Quân mình sẽ bị lừa gấp đôi. Nên là hãy chú ý về cái sự giúp đỡ nha. Anh em ở đây là nhịp cầu nối, bao nhiêu thì anh em sẽ trao bấy nhiêu. Thì hồi sáng em cũng nghe anh Tiên nói là mình đã xin được cái giấy xác nhận của địa phương rồi hả anh Tiên? Đúng rồi. Rồi là hồi trưa này mình cũng đã lên trên điện lực. Điện lực rồi. Mình đã nói mình đã nạp cái đơn đó. Thì người ta nói chừng nào người ta xuống thì làm gắn đồng hồ điện cho mình đó ha. Ừ. Vậy là cũng quá mừng rồi. Có chuyện Mạnh Quân người ta ủng hộ thêm nhiều thứ nữa đó. Đúng rồi. Không chừng nếu mà có điện rồi là Mạnh Quân thương gia đình của anh đó. Đó là người ta sẽ giúp cho anh nhiều thứ nữa. Thì tụi em chỉ làm cái nhà cầu nối thôi cô chú anh chị. Mấy anh em của tụi em á thì cũng người, mọi người ở xa mà cũng xuống đây đây đem những cái tình yêu thương của quý cô chú anh chị mình trao cho gia đình. Nó nhìn thấy không, hai đứa con thì giống cha, rồi anh Tiên thì như vậy đó, thì cũng không có đi làm được, hàng ngày chỉ đi mưu sinh thôi. Thì những ngày gần đây thì vào cái mùa bão đó thì cũng không có đi sinh được nhiều, nó chỉ ở nhà thôi. Hôm nay là trời mưa là nó ở nhà để lo đi làm giấy tờ nè đó. Khi nãy anh đi ra ngoài điện lực đó đi bằng gì anh Tiên? Đi xe ôm. Đi xe ôm ha. Mất hết nhiêu tiền? 20 ngàn. 20 ngàn ha. Đi về là 40? Là 20 ngàn. À đi về 20? 20 ngàn. Có nghĩa là thấy anh vậy thì ăn tay, rẻ ha. Thấy anh Tiên ăn rẻ. À ăn rẻ. Người khác là 50 ngàn. À. Thì đưa cho bác cầm cho bác mừng coi. Nói em ơi cầm tiền của anh á. Em không cầm tiền cho anh đâu. Rồi giờ hai nhầm nước lên cười coi. Trời ơi quá hạnh phúc rồi. Rồi cả nhà ơi. Quá hạnh phúc rồi ha. Hôm nay anh kêu là trúng mánh nữa rồi. Rồi anh đừng khóc, anh đừng có xúc động nữa. Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm quen nhau rồi, sẵn có cái lọc ha. Được tình yêu thương của quý cô chú anh chị gửi cho gia đình của mình. Đó thì tổng cộng là 9.500.000 đó cô chú anh chị. Anh Tiên ơi, nhưng mà cũng có khán giả góp ý á. Không lẽ bây giờ mình đi mưu sinh gì hoài sao? Có thể là bây giờ mình có vốn nè, mình mở cái tủ vé số đó. Mở vé số thở người ta dịch. Không có dạ. Hả? Dạ, người ta dịch. Người ta dịch. Ý là mình mở vé số tại chỗ. Cái chừng nếu mình đừng có đi mở tại chỗ rồi bà con người thương đó ta đi ngang ta mua đây, chứ bây giờ anh mưu sinh hoài thì nó ngày này ngày kia nó không ổn lắm. Bán nó được tháng này bán nó được. Ở đây gần cả trăm người bán ở đây nồng môn mà từ đây ra sao này địa phương kiếm ông đang không bán vé số mấy người quen ở chỗ Long Phú đại lý đừng có bán tháng mưa bán nó được. Bây giờ vé số phải ốm lại á, trăm tờ văn hết năm chục tờ, còn 50 tờ mình ốm mình ôm lại ha, ôm lại ôm lại ha. À vậy đó, vậy là không được đâu, không được. Ý anh Tiên là như là ảnh muốn là đi mưu sinh gì đó, có đồng nào đỡ đồng đó. Còn bán số sợ là ảnh sợ là thứ nhất là vì ế nguyên tiền đầu tiên là anh thở mọi người giật tiền mua số rồi chạy đi lấy hết tiền. Có đúng rồi, với anh gượt cũng đâu kịp. Không kịp, không kịp. Thật là anh không xử lý được. Đúng rồi, anh không xử lý được, anh gượt đâu kịp đâu. Lỡ nó giao bộ nó đưa số tôi lựa cái chạy cái nó dông đi cái rồi xong. Này chạy. Anh chạy theo đâu được đâu. Kêu người ta không thấy vậy đó. Mà anh kêu cũng không rõ nữa. Ừ. Một tiếng nữa là mình bán được á. Thở mấy người mình ghen mình.
hồi đó mình tao bán tới đây mày lâu lâu mày bán hết chỗ tao rồi để gì nữa đúng rồi đề bàn nữa ha, sợ chiếm địa bàn nữa, nếu bán thì ra bán thì có nghĩa là tao bạn nói gì cũng đúng rồi đó, tại vì cạnh tranh á, tính chất cạnh tranh. Thì thôi thì giờ vừa qua thì em cũng trao những cái tình yêu thương của quý cô chú anh chị yêu mến hai gia đình ha. Rồi em cũng chúc cho anh cũng được nhiều sức khỏe để mà gắn nuôi con để mà sau này thành tài nha. Rồi thành tài nữa nuôi lại ba mẹ nha. Hứa không? Hứa ha. Rồi chào khán giả đi anh. Rồi bye bye mọi người.